Anh nhặt được con vật xấu xí yếu ớt trong vườn, không ngờ khi lớn lên nó biến thành như vậy, thật đáng yêu. Đây là một câu chuyện rất dễ thương. Một người đàn ông muốn làm vườn nên đã đi mua sẻn, găng tay và một bao vật liệu phụ lớn. Khi mở bao ra, điều bất ngờ xuất hiện, trong bao có một con vật nhỏ bé yếu ớt. Người đàn ông đặt tên cho con vật này là Zip. Zip lớn nhanh, sau một tuần nó đã mọc lông. 2 tuần sau, Zip bắt đầu nhìn giống như một chú sóc con, nhưng vẫn rất yếu và phải được nâng đỡ nhẹ nhàng. Sau 3 tuần, đuôi của nó không quá dày nhưng đã phủ đầy lông. Ngày qua ngày, Zip trở nên ngày càng mạnh mẽ và năng động hơn. Tuần thứ 4 và thứ 5, mắt Zip bắt đầu mở, trông vô cùng dễ thương. Vào tuần thứ 6, Zip bắt đầu bám víu vào chủ nhân, nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để tự mình dạo chơi trên đồi. Món yêu thích của Zip không phải là quả hạch mà là quả Việt Quất. Zip khá năng động và cá tính. Hơn tuần lễ nay, người dân xã Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận và các xã lân cận xôn xao với thông tin một cậu bé 4 tuổi chưa đi học nhưng đã biết đọc 3 thứ tiếng. Trường tiểu học Phan Hòa 2, Phan Hòa Bắc Bình là nơi cậu bé Tỏ, tên thường gọi ở nhà, được các giáo viên tình cờ phát hiện khả năng đặc biệt của mình. Cô Nguyễn Thị Thái Thương, hiệu trưởng nhà trường cho biết, chính tôi cũng ngạc nhiên và bất ngờ trước khả năng của cháu bé. Cậu bé Tỏ tên khai sinh là Đặng Hữu Nam, sinh ngày 30 tháng 10 năm 2008. Con của anh Đặng Di và chị Lâm Thị Tuyết, cùng 38 tuổi, dân tộc Chăm, sống tại thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận. Nam là con trai út trong gia đình có 6 anh chị em. Chị Tuyết kể, đến 3 tuổi, Nam vẫn chưa biết nói. Theo phong tục của người Chăm, chị đã làm 2 mâm cơm và mời thầy tới cúng. Sau đó 6 tháng, Nam mới bắt đầu biết nói. Anh chị rất mừng, cậu bé Tỏ rất thích những tờ giấy có tranh ảnh và có chữ. Một lần chị Tuyết để ý thì thấy Tỏ đi loanh quanh trong nhà, nhặt lấy những mẫu giấy có chữ, cầm một xấp chơi rồi nhìn vào đó đọc. Nhưng do hai vợ chồng bận lo việc đồng án nên không để ý đến chuyện đó, chị nghĩ là cháu tự chơi một mình. Không ngờ trong một lần theo mẹ đến cửa hàng mua phân bón, Tỏ đã nhìn lên những tấm bảng có chữ và đọc to, tiếp đó là đọc chữ trên bao phân. Thậm chí khi nhìn thấy trên bàn có một quyển sách giáo khoa văn lớp 9, cậu liền cầm lên đọc một mạch. Mọi người quá đỗi ngạc nhiên khi biết cậu chưa đầy 4 tuổi và chưa được đi học. Chính chị Tuyết cũng bất ngờ về con mình vì hàng ngày Tỏ chỉ chơi loanh quanh gần nhà, anh chị vẫn chưa cho con đi học mẫu giáo. Lần khác, chị Tuyết dắt con đi siêu thị có map Phan Thiết. Tỏ cũng làm nhiều người ngạc nhiên khi đọc vanh vách các bảng hiệu quảng cáo trong siêu thị. Chuyện cậu bé Tỏ biết đọc chữ sớm, nhanh chóng lan ra khắp xã, nhiều người vẫn chưa tin. Các cô giáo trường tiểu học Phan Hòa 2 kể, hàng ngày Tỏ thường lân la đến trường chơi. Một lần trông thấy cậu đến trường, đang giờ giải lao, các cô liền dẫn Tỏ vào văn phòng, rồi đưa cho cuốn sách tiếng Việt lớp 1. Cậu bé cầm lấy và đọc ngay. Rồi tiếp đến là sách lớp 2, lớp 3, lớp 5, cậu đều đọc được và đọc rất nhanh mà không cần đánh vần. Cô Tin là giáo viên dạy tiếng Anh, bèn lấy một cuốn sách tiếng Anh lớp 3 đưa cho Tỏ xem thử. Thấy quyển sách có nhiều màu sắc và hình ảnh đẹp, Tỏ chụp lấy ngay và đọc tựa đề bằng tiếng Anh. Cô Tin lật trang thứ 2, có bảng chữ cái tiếng Anh, cậu đọc luôn hết 24 chữ cái. Điều đặc biệt là ngữ điệu phát ra của Tỏ khi đọc tiếng Anh nghe rất hay, rất lạ, nghe như giọng đọc của người Anh bản địa, cô Tin nhận xét. Thầy Nguyễn Hữu Chiến cũng là giáo viên trường tiểu học Phan Hòa 2 kể. Một lần thầy đưa cho Tỏ một chai thuốc có một dòng chữ Hán thẳng đứng. Tỏ chỉ vào từng chữ một và đọc rõ ràng với ngữ điệu phát ra rất giống giọng người Trung Quốc, dù thầy Chiến cũng không biết là cậu đọc có đúng hay không. Yêu cầu Tỏ đọc lại, cậu cũng đọc giống như lần đầu. Theo thầy Chiến, nếu một người lớn biết chữ như đứng trước một ngôn ngữ mình chưa học thì không thể đọc được. Đây lại là một cậu bé 4 tuổi thì phản xạ đọc như thế là một điều rất lạ.
Thoạt nhìn Tỏ cũng bình thường như những đứa trẻ khác, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt sáng linh hoạt. Để kiểm chứng, cô Thái Thương lấy một bằng khen và mấy tờ báo đưa cho Tỏ. Cậu bé cầm lấy và đọc ngay, đọc rất nhanh không cần đánh vần. Một vài chữ Tỏ đọc bị trượt âm, chẳng hạn chữ Trúc thì Tỏ đọc là Trục, hay chữ Lỏng, Tỏ đọc là Lọng. Cô Thương mở máy tính vào trang mạng học tiếng Anh dành cho thiếu nhi. Tỏ rất thích thú và tập trung quan sát màn hình. Các số và chữ lần lượt xuất hiện, cậu đọc ngay rất nhanh. Tuy nhiên có đôi chỗ Tỏ phát âm rất lạ, không đúng với phiên âm quốc tế. Một số từ Tỏ chỉ nhìn mà không đọc. Thấy cậu bé có khả năng kỳ lạ, nhà trường đã động viên vợ chồng chị Tuyết cho cháu đến lớp mẫu giáo học để cậu có điều kiện phát triển thêm. Nhà trường đã báo với xã Phan Hòa về trường hợp của cậu bé Đặng Hữu Nam để địa phương báo cáo lên trên xem có cách nào thẩm định khả năng thực sự của cháu bé nhằm tạo điều kiện cho cháu được học tập và phát triển. Bác Lê Văn Lâm, một người dân thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết. Dân làng Anh Trỗi ai cũng biết anh Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1977. Từ hồi nhỏ, anh ta đã có khả năng tự nổi đặc biệt rồi. Nhưng mãi sau này, khi Dũng nhiều lần sử dụng khả năng ấy để cứu nạn nhân đuối nước, thì tiếng lành đồn xa, người làng bên rồi ngoài huyện cũng biết tiếng. Có hôm chúng tôi đi làm đồng về, thấy gia đình Dũng nườm nượp người ra vào. Hỏi ra mới biết, mấy người được anh cứu khỏi chết đuối, mang quà cáp đến cảm ơn. Nói về khả năng đặc biệt của mình, anh cười xòa cất lời. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng khả năng mình sở hữu là cao siêu cả. Ngược lại, nó rất bình thường, diễn ra một cách tự nhiên thôi. Anh Dũng kể, thời thơ ấu, sức khỏe tôi không tốt vì căn bệnh viêm phổi cấp. Bởi thế dù rất ham học, nhưng theo đến hết lớp 5, tôi đành phải xin nghỉ học ở nhà tự điều trị. Mãi sau này, căn bệnh quái ác bình phục thì giấc mơ học hành cũng đành dang dở. Lớn lên tôi phụ cha mẹ làm nông nghiệp mưu sinh rồi lập gia đình như bao thanh niên bình thường khác. Bị viêm phổi cấp, cơ thể luôn ốm yếu nhưng anh tình cờ phát hiện bản thân có khả năng tự nổi trên mặt nước. Anh tâm sự, lên 10 tuổi, căn bệnh viêm phổi không còn hành hạ nữa. Ngày ngày cùng đám bạn lội sông tắm mát, cả bọn lại rủ nhau thi bơi, từ bên này sông qua bên kia sông. Rồi có lúc mệt quá, mấy đứa lại thách nhau thi nằm ngửa trên mặt nước. Cả nhóm chăn trâu có gần chục đứa, nhưng chỉ duy nhất một mình tôi có thể tự nổi trên mặt nước từ sáng đến chiều. Có người làng nghe chuyện kỳ lạ, bèn thách tôi tự nổi trên mặt nước từ ngày này sang ngày khác. Tôi cũng thực hiện dễ dàng, không hề thấy mệt mỏi. Tuổi nhỏ không biết ý thức, nhưng sau này lớn lên, mỗi lần nghĩ đến chuyện mình tự nổi trên mặt nước nhiều giờ mà chẳng hề hấn gì, anh Dũng lại nghĩ vơ vẩn rồi sinh phiền não. Một dạo tôi thử bê miếng bê tông nặng cả chục ký theo người rồi thả mình xuống nước. Lạ thay, người tôi vẫn cứ nổi lên bên dù chẳng cần làm động tác gì. Tự nghĩ cũng thấy bất thường. Tôi lại đâm lo, không biết có phải mình bị bệnh. Nhưng lên bệnh viện huyện, bác sĩ khám sức khỏe tổng thể rồi bảo tôi chẳng làm sao cả. Thời gian trôi qua, lấy vợ sinh con, lại vất vả mưu sinh nên tôi cũng chẳng để ý nữa. Khi được yêu cầu, anh không chút ngần ngại trổ tài và kéo khách ra cổng làng. Dọc đường đi, dì Nhân kể lại. Chính gia đình tôi thời xưa cũng nói rằng tôi ba hoa, bị chuyện. Tức khí, tôi bèn đòi biểu diễn cho cả bố mẹ lẫn anh em họ hàng xem thì bị phản đối cực lực. Mọi người ai cũng sợ, bởi đầm nước duy nhất của xã Quỳnh Lưu sâu cả chục mét, lỡ có chuyện gì thì hối không kịp. Thế nhưng khi thấy tôi quyết tâm nhảy xuống rồi nằm nổi một cách tự nhiên cả tiếng đồng hồ thì chẳng ai nói gì nữa. Hôm đó tôi thay đổi đủ tư thế nằm trên nước, từ nằm ngửa bất động, hai chân hai tay duỗi thẳng, cho đến giơ tay, chân lên cao hoặc gối hai tay lên đầu, lên bụng thì cơ thể vẫn nổi bồng bềnh. Để ra được điểm nước sâu, anh Dũng mượn chiếc thuyền nhỏ của một gia đình sống ven đầm. Nhẹ nhàng dùng tay khua mái chèo, anh Dũng chợt khựng lại. Với tay dùng cây sào chuẩn bị sẵn, anh Dũng cắm thẳng xuống tâm độ sâu, đoạn đó nước chừng 5-6 mét. Anh Dũng đã cởi áo nhảy xuống, lặn một hơi rồi nổi lên bền trên mặt nước. Quả thật, dị nhân này không hề có bất kỳ một động tác khua nước để tạo lực nổi nào. Thỉnh thoảng mỏi chân, mỏi tay, anh lại co duỗi hoặc chắp tay lên ngực. Vậy mà hơn một giờ đồng hồ khảo nghiệm, người đàn ông này không hề bị nước nhấn chìm. Ngồi trên thuyền chứng kiến con trai biểu diễn, ông Nguyễn Ngọc Đạ, bố đẻ anh Dũng cho biết.
Ban đầu tôi cũng rất ngạc nhiên về khả năng kỳ lạ của Dũng. Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, nhưng những anh em khác của Dũng thì hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác lạ hay bệnh tật gì cả. Chỉ có Dũng ngay từ nhỏ đã bộc lộ nhiều khả năng kỳ lạ. Nói về khả năng đặc biệt của con trai, ông đã tự hào. Tôi nhớ dạo trưa hè nóng nực, nó cầm tờ báo ra sông, nằm trên nước đọc cho mát mẻ, rồi ngủ quên luôn. Mà đến khi dòng nước đưa đẩy, suýt chui tọt vào ống cống, nó mới giật mình tỉnh dậy. Nhưng điều khiến người làm cha mẹ như chúng tôi thấy nở mày nở mặt là Dũng biết dùng khả năng đặc biệt của mình để cứu người. Theo ông Đạ, thì hàng chục năm qua, anh Dũng đã cứu sống rất nhiều đứa trẻ bị đuối nước ở đầm, ở sông trong làng xã. Sau này, để giúp bọn trẻ tránh được nguy cơ tiềm ẩn từ nước sâu, anh chàng dị nhân còn tập hợp các em biểu diễn khả năng tự nổi của mình. Rồi trước sự thán phục của chúng, anh đứng ra tổ chức dạy các em bơi lội. Chuyện cứu sống người bị đuối nước tôi coi là việc nên làm. Để yên tâm hơn, tôi còn dạy cho các cháu tập bơi, hy vọng có thể tự giải cứu mình nếu chẳng may gặp nạn, anh Dũng khiêm tốn nói. Ông Nguyễn Văn Tùng, cán bộ xã Quỳnh Lưu cho biết, anh Dũng là người nổi tiếng tại địa phương nhờ khả năng tự nổi nhiều giờ đồng hồ trên mặt nước. Bên cạnh đó, không biết có phải do thể trạng khác thường nên anh Dũng cũng rất khỏe. Sức làm việc của anh ấy có thể bằng 3-4 người bình thường cộng lại. Chính tôi từng tận mắt chứng kiến, anh Dũng hai tay nhấc bổng chiếc xe máy hoặc vật nặng gấp vài lần cân nặng cơ thể của mình. Thực tế anh Dũng không phải trường hợp đầu tiên có khả năng tự nổi trên mặt nước tại Việt Nam từng được biết đến. Trước đó vào tháng 4, dư luận đã xôn xao khi phát hiện anh Huỳnh Công Lịnh, 32 tuổi, trú tại ấp Tân Thành A, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cũng có khả năng nằm trên nước nhiều giờ không bị chìm. Trước đó nữa, cũng tại ấp Tân Thới B, xã Tà An, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, người ta từng nhắc nhiều về ông Hứa Hoàng Cương, 50 tuổi. Ông Cương cũng tuyên bố có khả năng tự nổi và nhiều lần biểu diễn trước đông đảo người xem.